Hiện toàn nhân sự bãi tỉnh thành, tỉnh ủy bà rịa vũng tàu, khánh hòa, an giang, thành ủy hà nội, ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyên, gia lai, đồng nai vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ. Ngày 4 tháng 5, phó bí thư thường trực tỉnh ủy khánh hòa nguyễn khắc toàn đã trao quyết định cho ông trần mạnh dũng, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh. Theo đó, ông dũng thôi giữ chức trưởng ban dân vận tỉnh ủy từ ngày 1 tháng 5 để tập trung cho công việc của hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh ủy trao quyết định phân công ông Trần Ngọc Thanh, Chủ tịch UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giữ chức trưởng ban dân vận từ ngày 1 tháng 5 để thực hiện chủ trương thí điểm trưởng ban dân vận tỉnh ủy, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam tỉnh. Cùng ngày, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Địa Vũng Tàu Nguyễn Hồng Lĩnh trao quyết định tiếp nhận và chỉ định ông Phạm Thành Trung, tránh văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh tham gia ban chấp hành. Ban thường vụ đảng ủy, giữ chức bí thư đảng ủy khối cơ quan và đê nợ tỉnh. Nhiệm kỳ 2015 đến 2020 kể từ ngày 4 tháng 5. Tại Hà Nội, chiều ngày 4 tháng 5, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh hàng trao quyết định chuẩn ý, ông Nguyễn Văn Chiến giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy, có giấy nhiệm kỳ 2015 đến 2020, để phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Quận ủy. Cũng trong ngày 4 tháng 5, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Võ Anh Kiệt trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Anh, Phó Bí thư huyện ủy chợ mới giữ chức vụ Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Ngày 4 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Đức Hoàng trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Phạm Văn Minh, trưởng ban quản lý khu kinh tế tỉnh giữ chức giám đốc Sở Công thương. Cùng ngày, tại Thái Nguyên, ông Hoàng Hải, trưởng phòng kế hoạch tài chính của Sở Y tế và ông Đỗ Trọng Vũ, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng cùng được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Y tế kể từ ngày 1 tháng 5. Trước đó, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã trao quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp nhận và bổ nhiệm ông Đỗ Khôi Nguyên, Phó chủ nhiệm UB kiểm tra tỉnh ủy giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính kể từ ngày 1 tháng 5. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Theo VGB,